Bây giờ chúng ta đã hiểu là giống như cái việc biến đổi khí hậu và những cái ảnh những gì con người hiện tại đang làm mà có thể gây ảnh hưởng thêm và gia tăng thêm cái việc mà biến đổi khí hậu đó, thì Quế có thể giúp trả lời các câu hỏi là làm thế nào chúng ta có thể cũng như là sống bền vững hay là giảm bớt cái việc mà gọi là gây thiệt hại cho trái đất không? Dạ, đương nhiên cảm ơn chị Madi với anh Tuấn đã giải thích cái vấn đề đó rất là sâu sắc. Tại vì khi mà chúng ta nói đến việc phá rừng, mình nghĩ là có thể là phá rừng là để lấy củi lấy nhưng mà thật sự ra thì cái phần lớn về cái việc phá rừng là cho a lot of it is for animal agriculture. Họ phá rừng để có thể nuôi nuôi gia súc, right? Tiếng Việt gia súc đúng không? Tất nhiên là phá rừng để mà xây nông trại đúng không em? Dạ Xây nông dạ trại để đúng nuôi gia súc. là dạ đúng rồi, hoặc là để nuôi thực phẩm cho cái con cho những cái gia súc đó. Thì nói chung là cho nên lúc mà có nhiều người hỏi là ăn chay có liên quan gì tới cái việc biến đổi khí hậu, thì nó có rất nhiều thực ra nó rất nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến đến cái việc biến đổi khí hậu. Tại vì khi mà chúng ta nhìn vào cái sự biến đổi khí hậu, nó có hai cách nhìn, một là về cá nhân và một về ảnh hưởng giống như là của chúng ta trong một cái xã hội đấy. Thì ở cấp độ cá nhân đó là để sống bền vững hơn, chúng ta có thể là một người tiêu dùng có hiểu biết hơn, và một vài ví dụ như là ăn giảm giảm ăn ăn bớt thịt đi, hoặc là mua sắm thực phẩm ở địa phương theo mùa, để cái việc transportation nó cái việc đưa đưa hàng đó, nó cũng ít đi. Mình ráng tiêu dùng giống như mình ráng có ít carbon dioxide hơn, rồi sử dụng đồ nhựa ít hơn, rồi hoặc là tránh cái thời trang nhanh, fast fashion. Đó là ở cấp độ cá nhân. Còn ở cấp độ mà gọi như là tập thể lớn hơn á, thì chúng ta có thể coi research, right? Chúng ta có thể nghiên cứu về những cái người cử tri trong cộng đồng chúng ta, và xem coi những cái chính sách của họ về khí hậu như thế nào, right? Họ có ủng hộ các chính sách mà giúp không khí trong lành hơn không, hoặc là giúp mấy cái chính sách green energy, right? Hay là họ không có, hoặc là họ nhận tiền từ những cái corporation lớn để giống như là không có regulate mấy cái oil drill hay là mấy cái việc phá rừng này nọ. Thì Quế, cảm ơn Quế. Thì giống như Quế nói đó, thì bây giờ mới hiểu, thì Quế giúp mình hiểu thêm một cái việc là hồi trước mình chỉ nghĩ là cái việc phá rừng để lấy cây để mà làm giấy, làm gỗ hay này kia thôi. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu thêm một cái việc là người ta phá rừng để mà có thêm đất, thưa quý vị, để mà có thêm đất để mà xây nông trại. Thì khi mình xây nông trại, mình nuôi thú vật hay là mình nuôi những con vật như heo, bò, gà thì mình phải có thực phẩm cho nó, thì mình lại phải phá thêm rừng để mà mình xây thêm cái gọi là nông nghiệp thức ăn gia súc nữa. Thì cho nên là nếu mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta tự nhiên đi đi phá những cái việc mà oxy tự nhiên của mình để mà nhằm cung cấp cho cái việc mà đòi hỏi của con người, có nghĩa là khi mà chúng ta ăn thịt nhiều thì đương nhiên cái việc mà gọi là
khi cái người tiêu dùng gia tăng, cái việc mà tiêu dùng, mà cái việc ăn thịt mà gia tăng thì đương nhiên cái việc cung cấp nó cũng phải gia tăng để mà nó đi kịp theo cái nhu cầu đó, đúng không em? Thì khi mà chúng ta giống như Quế nói, khi mà chúng ta ở cái mức độ cá nhân á, khi mà chúng ta ăn chay hay là chúng ta ăn những cái gọi là ăn xanh hơn á, nghĩa là chúng ta bớt ăn thịt lại, thì chúng ta sẽ giảm đi một phần nào cái việc mà nhu cầu đó. Thì cái việc nhu cầu đó thì người ta sẽ không cần phải phá rừng để mà gọi là mở rộng cái việc nông trại nữa, mà người ta sẽ có thể dùng một cách đích nào đó để mà coi như là ở cái nhu cầu đó, và cũng như là giảm bớt đi cái việc mà gọi là xe vận chuyển, đúng không, để mà cung cấp cái từ thực phẩm đó. Thì biết vị thiếu gì biết, thì những cái xe vận chuyển đó nó thải ra những cái chất mà gọi là ga, đúng không, thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đối với cái môi trường cũng như là cái tầng oxy của chúng ta, cái tầng ozone của chúng ta. Thì giống như Quế nói là ở cái mức độ cá nhân của mình đó, thì mình có thể giống như là có người tiêu dùng là thông minh, mình gọi là thông minh, có nghĩa là chúng ta có thể bớt ăn thịt lại, chúng ta có thể mua sử dụng những cái thực phẩm ở tại địa phương. Thưa quý vị, có nghĩa là cái đó là như thế nào? Có nghĩa là khi bạn không sử dụng những cái thực phẩm mà phải nó gọi là những cái quân đoàn lớn đó, thì có nghĩa là thì người ta sẽ không cần phải chạy cái đó về, mà mình có thể nuôi sống ở tại trong cái khu vực của mình, cái địa phương của mình, thì họ sẽ bớt sử dụng cái việc mà phải phá rừng để mà cung cấp lớn. Đó, thì như vậy nó sẽ giúp rất là nhiều, đúng không em? Và ở giống như là nếu mà mình là một cái người mà họ đã giống như là sống xanh rồi, đã có những cái chế độ mà gọi ăn khá là lành mạnh, giống như là chúng ta ăn chay thường rồi, thì chúng ta có thể đi vào ở các cấp độ cao hơn, lớn hơn. Thí dụ là chúng ta có thể theo dõi, thứ nhất là chúng ta theo dõi cái cử những cái cử tri ở trong cái nơi chúng ta ở, là cái chính sách mà gọi là biến đổi khí hậu, hay là chính sách mà xanh của họ như thế nào, họ có ủng hộ hay không, hay là họ có giống như là cho những cái quy định mà khắt khe hơn cho những cái quân đoàn lớn hay không, để mà nhằm đưa giống như là mình trong cái cuộc sống của mình xanh tươi hơn, và sử dụng những cái năng lượng tái tạo để mà nhằm cho cái trái đất của mình nó tốt hơn, không em? Thì chúng ta có thể tùy theo quý vị ở, ví dụ quý vị chưa biết biến đổi khí hậu và chúng ta ảnh hưởng như thế nào với biến đổi khí hậu, thì quý vị có thể ở cái mức độ cá nhân trước, tìm hiểu hơn, nghiên cứu hơn, làm sao để bé mà sống xanh và giống như là cuộc sống bền vững. Còn nếu quý vị nào đã và hiểu biết rồi và đã sống cuộc sống giống như là xanh rồi, ăn chay rồi, thì quý vị có thể đi đi bước lên một bước nữa để có thể giúp thúc đẩy cái đời sống đó, và cái như là làm xanh và sạch ở trong các khu vực mình đang ở nha, thì mình có thể gia tăng cái việc đó lên. Cảm ơn Quế và anh Tuấn rất là nhiều.